Khoan nha. Trên cái giao diện màn hình sẽ xuất hiện cái bàn làm việc. Bàn làm việc sẽ hiển thị các cái danh sách ra vi phạm mới nhất. Thông tin người đăng nhập. Nếu sau khi hoàn tất công việc thì có thể đăng xuất. Để xử lý các vi phạm, ta kích vào xem chi tiết. Trên màn hình sẽ hiển thị lên hình ảnh xe vi phạm, ảnh biển số xe, ảnh toàn cảnh, các thông tin chi tiết, thời gian vi phạm, địa điểm vi phạm, lỗi vi phạm, biển số phương tiện vi phạm, người vận hành, tốc độ giới hạn, tốc độ đo được, vượt quá, trạng thái là đã xử lý hay chưa xử lý. Sau khi kiểm tra OK thì ta có thể kích vào in và xử lý vi phạm. Sau khi xử lý xong thì ta quay lại báo cáo. Trong cái phần báo cáo thì có thông tin là khoảng thời gian từ ngày nào đến ngày nào, lỗi vi phạm mà ta báo cáo, trạng thái là đã xử lý hay chưa xử lý, biển số xe cần tìm kiếm. Trên cái thống kê sẽ hiển thị tổng số vi phạm là 43, vi phạm đã xử lý là 42, còn một vi phạm chưa xử lý. Đây là vi phạm chưa xử lý, ta có thể kích vào đây để xử lý vi phạm. Danh sách đen, danh sách tất cả các xe mà ta cần phải truy tìm. Người dùng, danh sách các người dùng, thêm bớt sửa xóa, thêm người dùng mới, hướng dẫn sử dụng, kích vào vi phạm nào thì sẽ hiển thị hướng dẫn sử dụng của vi phạm đấy, giới thiệu. Quay lại bàn làm việc, giao diện được thiết kế để có thể hoạt động trên mobile phone, iPad hoặc tất cả các cái máy tính chạy hệ điều hành Windows, Mac. Có thể phóng to, tìm kiếm, nhập bất kỳ biển số nào vào để tìm kiếm. 1, Enter, sẽ hiển thị danh sách các cái xe có biển số tương tự như thế. Ta kích vào để xử lý. Hiện tại là có tìm lấy 2 xe và tình trạng là đã được xử lý. Ta kích vào để xem. In và xử lý vi phạm. Đây là giao diện khi sử dụng cho điện thoại di động. Kích vào bàn làm việc. Hiện tại là không có vi phạm nào vì tất cả các vi phạm ta đã xử lý hết rồi. Kích vào báo cáo thì hiện thị lên là tổng 43 vi phạm. Tất cả vi phạm đã được xử lý, không vi phạm chưa xử lý.